Việc thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức lên mức 1 triệu 800 000 đồng một tháng tương đương tăng 20,8% so với hiện hành. Hiện nay mức lương cơ sở đang áp dụng là 1 triệu 490 000 đồng một tháng. Theo Nghị định 24 của Chính phủ, tiền lương công chức viên chức được tính bằng công thức, tiền lương bằng lương cơ sở nhân hệ số lương. Ví dụ, công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2,34. Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành là 1 triệu 490 000 đồng, thì tiền lương nhận được là 3 triệu 486 000 đồng một tháng. Còn nếu tính theo mức lương cơ sở là 1 triệu 800 000 đồng áp dụng từ ngày 1 tháng 7, thì tiền lương có thể lên tới 4 triệu 212 000 đồng một tháng về kinh phí thực hiện sử dụng nhiều nguồn để chi tăng lương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu để điều chỉnh mức tăng lương cơ sở năm 2023 cho cơ quan trung ương và địa phương sau khi sử dụng các nguồn mà vẫn thiếu.